Hello hello, robot Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở robot Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ bàn ghế mẫu hoa tây Louis. Đấy, mẫu hoa tây Louis mà ở thị trường nó thường gọi là mẫu hoàng gia. Đấy, nhưng mà đây là tên thật của sản phẩm này của robot Thành Luân tôi. Mẫu hoa tây Louis. Đấy, bằng chất liệu gỗ hương đá gồm có 6 món hàng siêu VIP luôn. Chúng tôi vì sao lại là siêu VIP và chúng tôi về sản phẩm khác biệt so với hàng thị trường. Thường thường quý khách hàng thường thấy các cái sản phẩm ở trên thị trường. Đấy, nó cũng là các bộ tương tự như này nhưng mà ở các cơ sở hay gọi là bộ hoàng gia. Nhưng xin thưa quý khách, đây không phải là hoàng gia mà đây là bộ Louis hoa la tây. Đây là bộ Louis hoa la tây, thôi tắt đi kìa. Tắt. Đứng ở kia tắt đi. Bộ Louis hoa la tây hàng siêu VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi được đục thủ công bằng tay nhá. Tất cả các toàn bộ này được đục sửa tay kỹ, cực kỹ luôn. Không như các hàng ở trên thị trường mà quý khách thường thấy đâu. Và bộ này được làm chất liệu gỗ hương đá, có 6 món. Đấy, có 6 món, chúng tôi nhấn mạnh và vân thì chúng tôi là không phải giới thiệu nhiều. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của cái phần đục chạm. Đấy, phần trương này chúng tôi làm rất chi là cao. Đấy, phần trương này chúng tôi làm rất cao và trương này chúng tôi làm liền. Trương liền luôn, rất cao. Và đường nét thì quý khách có thể thấy đây. Đường nét đục thủ công bằng tay thì rất kỹ luôn. Đục rất kỹ, không giống hàng thị trường chút nào đâu quý khách nhá. Nó khác biệt hoàn toàn. Đấy, nó không đục máy như hàng thị trường đâu. Đây là hàng đục tay. Đấy, hàng chất lượng cao. Đấy, cái phần trương này chúng tôi là đục tay này. Đấy, rất kỹ luôn. Đục sửa tay rất kỹ luôn. Không phải là cái hàng mà quý khách thường thấy ở trên thị trường đâu. Đấy, đây hàng VIP và quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ báo giá công khai. Về phần vân này chúng tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Hương đá bộ này chúng tôi chọn vân rất chi là dày, rất chi là đẹp, xin lỗi. Và hàng chúng tôi làm rất chi là dày, hàng siêu dày luôn. Vách tựa này là dày 2,5 phân. Đấy, xương dày 10 phân. Đấy, nét đục này, quý khách nhìn thấy cái nét đục của chúng tôi này. Nó khác biệt so với cái hàng thị trường mà quý khách trước vẫn thường thấy không? Nó khác biệt không? Đây, bông hoa hồng này. Đó, nó khác biệt hoàn toàn so với cái hàng mà quý khách vẫn thường thấy ở trên thị trường. Và vân gỗ chúng tôi không phải giới thiệu nhiều. Đây là bộ Louis. Hoa là tây Louis. Gồm có 6 món, đoạn dài 2,6 m. Ván mặt dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Và vân gỗ đây. Bộ này chúng tôi chưa có chủ nhân. Đây chúng tôi là cũng có theo nhu cầu của rất nhiều khách hàng đang muốn sở hữu các sản phẩm như này. Đấy, ở trên thị trường. Đấy, cái tay này chúng tôi làm tay đặc. Đấy, liền khối luôn, vân lu này. Vân nù rất chìa đẹp. Đấy, cái phần chân cũng vậy này, đục tay này, quý khách nhìn thấy đây, đục tay này, cái này nó rất chi là cong và đẹp. Các bác thấy đây, dạ yếm này, sửa tay rất kỹ luôn, sửa tay cực kỹ luôn. Và tiếp theo những chiếc ghế đơn cũng vậy, ghế đơn cũng vậy. Đấy, chúng tôi phần trường này chúng tôi đục tay rất kỹ này. Đấy, đục rất kỹ luôn, đục tay. Và cũng xin thưa quý khách khi xem cái video clip này thì quý khách hãy so sánh với các cái clip mà quý khách thường thấy trên thị trường, hãy so sánh nha, chúng tôi nhấn mạnh. Hãy so sánh cái trương này chúng tôi làm rất chi là cao. Đấy, còn bình thường hàng ở thị trường là người ta sẽ ăn bớt một số này, cái trương nó sẽ thấp đi. Ví dụ ăn bớt cái khoanh này, cái khoang này họ ăn bớt đi này. Đấy, cả cái đoạn này cũng vậy này, họ sẽ ăn bớt một số cái chỗ này đi này, họ sẽ bớt chỗ này đi. Đấy, nhưng Thành Luân chúng tôi làm mẫu rất chi đầy đủ. Đấy, mẫu rất chi là đầy đủ, các bác thấy đây. Kể vào phần phía sau chúng tôi là đục rất kỹ luôn. Đây, tay là tay liền này, tay liền khối, dáng ghế này. Đấy. Phần phía sau này, phía sau chúng tôi đục rất kỹ, các bác thấy đây. Đấy, phía sau đục sửa rất kỹ luôn. Đây là không phun nước tới chỗ này, nhìn nó đang lổ vậy. Đấy. Bộ này Thành Luân chúng tôi bán với giá là 100 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Vân gỗ đây, vân gỗ chúng tôi không phải giới thiệu nhiều, bởi vì vân gỗ nó quá đẹp luôn. Đã, vân gỗ đây. Vân gỗ nó quá đẹp luôn. Đấy, về nét đục, nét đục thì các bác thấy đây, đục rất kỹ luôn, đục sửa bằng tay rất kỹ, đục sửa tay cực kỹ luôn. Bác hãy xem hàng thì hãy xem kỹ nhá, để so sánh thật kỹ nhá các bác nhá. Đằng sau của ghế đây, bộ này với giá 100 triệu đồng. Các bác mà muốn được cái giá tốt hơn nữa thì hãy liên hệ vào số Zalo của Thành Luân chúng tôi. Đấy, chúng tôi sẽ cho cái giá tốt hơn cái giá mình vừa đưa ra. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Thành Luân theo số điện thoại 0967
110389 hoặc 0972 770888. Đây là bộ bàn ghế Louis hoa latte. Đấy, mẫu đỏ, mẫu to, mẫu đại. Các bác đang thấy đây. Đấy. Bằng chất liệu gỗ hương đá, vân gỗ bộ này thì không còn phải nghĩ rồi. Ván mặt 2 phân, khuôn mặt 4 phân. Thành Luân chúng tôi làm cơ sở chuyên sản xuất các mặt hàng có chất lượng và giá trị cao. Đấy, ví dụ như các sản phẩm của tôi là đục tay sửa rất kỹ. Đấy, sửa rất kỹ, không làm giống ở trên thị trường đâu. Đấy, các bác xem hàng nên so sánh và nhận biết các cái sản phẩm. Vân gỗ thì cực kỳ là tuyển chọn luôn. Đấy, cái bàn đây. Cái bàn cũng rất chi là to. Bàn này chúng tôi là nó nguyên tấm. Đấy, bàn này. Rất đẹp. Vâng, thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin tạm dừng cái video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các khách trong những video clip tiếp theo.